Chị ít xuống đây lắm, nhưng mà chị nói bữa xuống á là chị vừa đi ra thắp hương xong vừa đi ra cái cửa đóng một cái bật ra liền. Đây là cái nhà ở trong hoa viên thì cũng có nuôi một số con hưu, con nai, hưu con nai chứ nè nha, thì dễ cưng chứ không. Thì chút xíu nữa mình sẽ dắt cả nhà lại đang chỗ sáu người mắc nha cả nhà, sáu người bị vụ án bị cắt cổ ở Bình Phước nha cả nhà. Đây nè, đó nhìn thấy dễ cưng không. Thôi không đợi quý vị đợi lâu thì mình sẽ đi thôi cả nhà. Cái chỗ 6 người chết đó anh. Ở ngay chỗ nào luôn. Cô ấy luôn ta. Con nước đem vô sẵn luôn. Ok mọi người, giờ mình đi lại nha. 6 người bị cắt cổ ở Bình Phước nha cả nhà. Giờ mình dẫn ở nhà đi lờ cái chỗ ở đây theo cái anh này nè. Đây là khá là rộng lớn luôn á. Dạ dạ chỗ đó ha. Dạ cảm ơn nha anh. Chữ đồi tâm linh nè, tức là ở đây là có tâm linh gì vậy? Cho nên là người ta mới để cái đó là có ý nghĩa nha cả nhà. Đây là khá nhiều mồ mã luôn. Đây khá là nhiều mồ mã. Quá là rộng lớn, ở trong quả viên này rộng lớn dữ dằn. Dạ. Đâu anh cho hỏi đâu? Qua mày cái là hai cái trong phải không? Dạ dạ dạ, để vô giọng hỏi. Cảm ơn anh nha. Dạ. Đây nè cả nhà. Để mình chạy chổng. Chú ơi, chú anh cho nó làm cái anh ấy mới chạy cái chỗ mà 6 người bị là bên đó đó hả? Ừ. Dạ 6 người ở Bình Phước bị cắt cổ đó không? Quen hay gì? Dạ không quen mà biết đấy là cảm ơn anh. Đây là cả nhà. Để mình tắt camera mình xin phép người ta cái cả nhà. Thường người mình quay cũng người mắt người ta cũng tâm linh lắm, cho nên mình xin phép mình thắp mình lại cái mình xin phép mình quay cả nhà để chia sẻ cho cả nhà xem. Xin chào cả nhà đã trở lại kênh YouTube Duy Minh Vlog. Hiện tại Duy Minh Vlog đang có mặt ở tại Hoa Viên nè cả nhà.
là cái nơi mà thì vụ án mà 6 người mắc bị cắt cổ ở hiện tại ở nghĩa trang An Nghỉ, nghĩa trang Hồng Vương. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ về cái nơi đây, về cái tâm linh cho cả nhà xem, về cái nơi An Nghỉ trong nghĩa trang Quan Viên này rất là quy mô luôn nè cả nhà. Đây nè, ở đây cũng khó khá nhiều anh đi làm mã đồ tứ cây đồ làm cỏ luôn nghe cả nhà. Đây nè, nên người ta làm cỏ tứ cây đồ. Đây này có khu mộ gia đình họ Lê Nguyễn Phơi Phán nè, đường Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây nè cả nhà, đây thì mô Phật thì cái sự kiện mà vụ án ngày xưa thì đây là cái em trai này là cái người mà bị giết, là anh Dương Minh Vĩ nè, là cái em này là mở cửa ra nè, mở cửa là cho tội phạm vô đừng giết cả gia đình. Đây nha, Dương Minh Vĩ. Còn đây là Dương Ngọc Tố Thư, nhìn đẹp trai đẹp gái không luôn á nha. Đây nhìn thấy khá là đẹp gái luôn, còn em trai cũng đẹp trai luôn. Đây là những cái, đây là ở đây thì theo như mình thấy là có rất là nhiều mã luôn, nhưng mà qua cái thông tin mình thăm hỏi là của mấy anh ở làm nghĩa trang này á, ở Quan Viên này á, thì có chỉ có 6 cái. Đây là hai em đây và hai em bên đây dưới cùng dưới là ba mẹ là ở đây ở nhà, bà với ông ở đây. Mình không tiện nói tên ra cả nhà, tại người mình phước mặt phước mày mình cũng ngại. Còn bên đây là ông em gửi của ổng. Thì vụ án này thì cũng khá lâu, mấy năm nay rồi. Thì hôm nay mình muốn tới đây để chia sẻ về cái nơi mà an nghỉ của ông bà. Nhưng mà ở đây thì mình hỏi theo như mình hỏi mấy chị mấy anh ở đây làm nè, có một số người ta nói, nhưng mà cũng linh lắm, nhưng mà người ta không dám nói, sợ kiểu như là người ta nghe được á, sợ mà có vấn đề. Tại vì cái công việc của người ta đó, gắn liền với công việc của người ta làm đây, sợ người ta nói rồi mình thông tin này kia rồi bậy bạ nữa, cho nên người ta không nói, ta nói cũng linh lắm. Thì bữa hôm bữa cả nhà đợi tí xíu mình nói cho cả nhà xem cái sự tâm linh luôn nha. Còn ở đây á, là ở đây là cái mộ của bà ngoại vợ, là mới mất nha cả nhà, mới mất này nửa tháng à. Đây mới còn làm mới cáo luôn nè, nó nha. Ở bên kia có phát cái lo sợ mình dính bản quyền nha cả nhà. Còn đây là em gái của ông, thì cả nhà nhìn thấy tên là cũng biết đây nè, Lê Văn Mỹ đó. Còn đây là bà, mà mình không ngại nói ghê nói tên cả nhà, phước mặt của mình. Còn về cái chuyện mà tâm linh á, là mình có hỏi ở đây nè cả nhà, ở trong này có thể là mình thấy là 6 cái hình của 6 người mất trong cái vụ án. Thì một hôm có cái gì á, gì mà chị không phải chị làm ở đây nha, chị làm bên con đường bên kia. Thì bữa hôm chị gì xuống đây nè, sao mà được chuyển lưng công cho chị xuống đây. Thì chị ít xuống đây lắm, nhưng mà chị nói bữa xuống á là chị vừa đi ra thắp hương xong, vừa đi ra cái cửa đóng một cái bật ra liền. Đây nè cả nhà, đó, cửa đóng cái bật ra luôn, chị hết hồn luôn. Cái chị nói
chị nói thôi tôi ở đây tôi làm cho quét dọn sạch sẽ, lau chùi cho sạch sẽ mã một, chứ tôi không có kiểu như là phá phái gì hết, cho nên là mấy ông bà đừng có giỡn với bà đó. Là từ đó cái là không thấy luôn, đó là chính lời của miệng của dì nói với mình, nhưng mà mình không có ghi hình lại, tại vì người ta cái công việc của người ta làm trong đây nhiều khi đồn đại này kia đồ á, cho nên người ta ngại không có ghi hình, cho nên là qua cái lời nói của cô thôi, nên mình nên xuống đây để mình ghi lại cái hình và dẫn chứng những cái câu chuyện có thật mà dì nói. Cho nên là mình đây nè, cả nhà có thể thấy đây. Nha. Sinh năm 2000 cũng rất là, năm nay là nếu mà tính 2000 là năm nay cũng được là 23 tuổi rồi cả nhà. Tuổi mẹ đẻ là 23, còn tuổi nhà nước là 22. À, cũng quê quán ở là Tương Bình, Hiệp, Thủ Dầu Một luôn, Bình Dương luôn. Đó. Thì bé này là Lê Thị Ánh Linh 1993, thì là mình nghĩ đây là cái người nữ mà anh chàng đó anh thương nè cả nhà. Năm nay nếu mà tính ra năm nay gần 30 à. Đó. Còn xung quanh ở đây là rất nhiều ngôi mộ luôn của những cái nhà ta là kêu là nhà giàu á. Ta mới mua trong đất trong đây nè. Mỗi một mét đất ở đây á là nó có khoảng, phải nói là tính là tiền là bạc trăm với bạc tỷ không á. Nè, ở đây thì mình thấy trước mộ đây là trang trí hai bên cổng rất là đẹp luôn đó. Này, hoa cảnh đồ này đó nha. Để cho mình đi một vòng trong đây là toàn bộ gia đình của bên nạn nhân trong cái vụ án 6 người bị giết đây cả nhà. Còn rất là rộng luôn, thấy không? Hôm bữa là mình còn nghe là một cái câu chuyện nữa, nhưng mà cũng giáp bên kia kìa cả nhà, cũng gần cái chỗ cô làm có một cục nhà cái, ủa không phải một cái mã, mà đó là một cái mã mà lẻ loi thôi, lẻ loi trong cái khu nghĩa trang này, khu hoa viên này, mà bà nói cũng bị nhát nữa. Bà nói là bữa bà quét á, sau bà lỡ bà quét xong bà bỏ quay đi nữa, khờm vừa quét vừa đi, sao tự nhiên á nó gớt cái gì nghe một cái phịch trên cái mã gớt xuống, mà bà quay lại thì không thấy ai luôn cả nhà. Đó, bà hết hồn, bà cũng dái nữa, bà cũng dái gan gì nữa, bà nói mấy ông bà chết phước mặt phước mày ở đây, thì tôi ở đây tôi cũng làm công thôi, tôi làm dọn vệ sinh này kia đồ, thì đừng có nhát tôi, chứ tôi không có phá thấy gì hết á, thì cũng từ đó mới là không thấy được nữa nghe cả nhà. Cũng chính miệng cái cô đó nữa nói ra cho mình, nhưng mà mình cũng không có ghi hình được, tại mình ghi hình người ta, ghi giọng nói người ta sợ ảnh hưởng tới cái công việc của người ta làm, cho nên là mình không tiện, tại vì trong đây là một cái khu nghĩa trang lớn nhất của Bình Dương, khu hoa viên rất là rộng lớn luôn đó. Thì các cả nhà thì cũng đã biết về cái vụ án rồi, thì hôm nay mình muốn trở lại đây để khám phá coi có cái gì mới mẻ không, để cho cả nhà xem mà biết, thì mình mới biết ra là có một cái câu chuyện là cô đã cởi gan vậy đó, cho nên là muốn chia sẻ thêm cho cả nhà được biết thôi. Thì ở đây thì cũng đất đai thì cũng còn khoảng trống này, người ta mua nguyên lô luôn nè cả nhà. Đó. Trong đây là mét là bạc trăm triệu đó nghe, một mét vuông á, mà người ta mua nguyên một khoảnh đây
là rất là nhiều tiền luôn, chắc tầm cũng mấy chục tỷ á, theo mình đầu khoảng gì á. Đây thì bên đây cũng có mã người ta nữa. Chung ở đây là cái khu nhà, nó khu nhà là nhà của người mắc á, là kiểu khu cao cấp đưa cả nhà nhìn. Cả nhà có thể thấy rõ đây. Khu này rất là rộng lớn luôn. Mà thằng này nhà với nhà của người mắc rất là rộng lớn. Rất là lớn luôn. Cái khu này đại gia, kiểu như là đại gia người ta mua có khu hỉnh có phỉnh hết rồi. Từng vùng hết rồi. Đó. Thì video chia sẻ cái đây thì có cái sự tâm linh nhẹ chứ không có gì hết với cái hiện với cái nơi an nghỉ của 6 người mà trong cái vụ án bị cắt cổ chết ở cả nhà. Thì nhà xem thì nhớ ủng hộ Duy Minh rồi chia sẻ để Duy Minh có động lực đi khám phá những cái nơi mà tâm linh cũng như là cái những cái nhân vật sự kiện đồ cho cả nhà được biết thêm. Ok, giờ xin chúc cả nhà trên kênh Duy Minh Vlog thật nhiều sức khỏe. Bye bye.